Hiện tại thì mình đang ở bến xe miền Đông các bạn. Hôm nay thì xe cổ đông thôi rồi luôn. Đây. Hôm nay chạy tắt đường. Đây ngày lễ là người ta làm ra xe về quê các bạn. Nè đông lắm. Rồi các bạn đi một vòng này, rồi mình cũng tiện là mình đi ăn cơm luôn, đói bụng rồi. Đẩy xe sạch sát vào đây xíu rồi chị. Đúng mưa rồi. Thank you.
Đây, cơm này. Mê xào đậu que.